Ok và hello anh em nhé, chào anh em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Liên Quân Mobile nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi chúng ta sẽ vào game anh em ơi. Đây là Tanjiro Kamado anh em ơi. Demon Slayer vẫn là có được một lần free mỗi ngày sao anh em? Mỗi ngày được một lần thả hồ lô miễn phí anh em ạ. Thổi hồ lô chắc chắn là sẽ xịt thôi. Đấy, tôi đảm bảo là sẽ xịt, không thể nào ấy được. Hiệu ứng của cái thẻ thử hiệu ứng anh em ạ. Kiểm tra cái phần thưởng trong túi đồ anh em ơi. Chúng ta có cái thẻ thử gì đấy à? Đấy, thẻ thử này. Đây là cái thẻ thử gì đấy anh em? Mình cũng không biết đây là túi đồ nó có cái thẻ thử gì luôn. Đấy, gửi vào hòm này. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta đã gửi vào xong cái hòm thư anh em ạ, thì chúng ta sẽ quay trở lại. Đấy, để xem trong hòm thư tôi có cái gì ha. Xem trong hòm thư tôi có cái gì. Hòm thư đâu nhỉ? Đây, hòm thư đây anh em. Hệ thống này. Đâu? Vật phẩm đâu anh em? Lữ bố tiệc bãi biển các kiểu tôi cũng không biết là hay cho vào túi đồ gì nhỉ? Chịu, cái này thì cũng không biết được nó là ở đâu luôn ạ. Sự kiện nó ở đâu nhỉ? Anh em biết nó chỗ nào không? Vẽ bùa đăng nhập này, sự kiện mời bạn này, và rõ ràng nó bảo là trong phòng thư. Ảo ấy. Ví dụ mà chúng ta chơi cái sự kiện Tanjiro nhá. Túi đồ này, túi đồ thì còn cái gì đâu, hết sạch rồi. Hết sạch các thứ rồi. Tanjiro Kamado, nhưng mà cái vấn đề là trong thư thì không có cái gì cả. Đây ông bạn Vũ Lít đã đồng ý kết bạn với mình từ ấn hết quà sự kiện này anh em. Đó, hiệu ứng gia tốc Tanjiro Kamado này. Hiệu ứng gia tốc, ok cái này có rồi. Hiệu ứng hạ gục này, ok. Trang bị luôn anh em à. Rồi, ok. Tanjiro bị sốc anh em ạ. Trang bị luôn à. Sử dụng Tanjiro bị sốc anh em ạ nha. Rồi ok anh em, chúng ta đã có cái vật phẩm ấy rồi và tiếp tục là chiến rồi nhỉ. Tôi đang định đánh Nezuko anh em ạ. Nezuko là Kira là Nezuko anh em ạ. Kira là con nào và trong tướng của mình có con Kira hay không cơ? Kira là con nào nhỉ? Chrissy, Vera, Jan, chắc chắn là phải thử rồi. Túi đồ này, hoa hậu, tài trí, kỹ sĩ tận thế, hỏa long, Deathshark, Quy, Kira là con nào nhỉ? Jena, chiến tướng mùa đông, không tặc, theo Anas, chiến binh hỏa ngục, thủy thủ, Butterfly, quàng khăn đỏ, đại tướng nguyệt tộc, Adrin, thợ sửa cáp, công chúa bướm, tiệm bánh kẹo, hắc mộng, Violet, nữ vương anh đào, cô giáo hắc ám, phật thủ, không có rồi. Đại tù trưởng, ninja, nhà chiêm tinh, thợ mỏ, cạnh bề rừng, không có nhỉ, không có rồi. Không có tướng mình cần rồi anh em ơi. Kira cơ anh em ạ. Đây là Vira Ras, không có luôn. Chịu á. Tiệc bãi biển này, Zephy này, Batman này, không có rồi. Omes, ok. Đấu thường thôi. Đấu thường, không đánh được thì anh đánh ấy vậy. Thì chúng ta sẽ đánh đánh thằng gì nhỉ, đánh tướng gì nhỉ, đánh tướng gì mà là diệt Tanjiro ấy nhỉ. Quên mất rồi.
Ok, rồi. Chúng ta sẽ không cho con này đâu, chắc chắn rồi đây. Tôi sẽ cho con này. Sát thủ tiền đạo. Xem con nào nhỉ? Có quá nhiều con luôn anh em ạ. Nó mở khóa tất cả hay sao? Mình có thể chọn được thoải mái à? Kira con nào? Phù hợp với tướng vật lý à? Cho đi rừng anh em ạ. Khoan cái đi rừng rồi. Cái đi rừng của anh em ơi thì tôi sẽ đi đâu đấy? Malox. Con người đá này cũng được, con người đá lâu lắm không đánh anh em ạ. Có ngoài ra con người đá, ngoài ra có con nào khác không? Krinas. Krinas. Yuka. Này con gấu. Kệ ơi, con ngộ không đi đi này rồi, toang rồi. Chúng ta lên được kiểu cái đồ này thì mình cũng cũng chết rồi. Chết giờ, thật sự là chết giờ. Tôi dừng mà anh em. Vào rừng trước luôn. Con ngộ không nó cũng đi rừng anh em ạ, nó cũng đòi đi rừng à. Ba boss luôn à. Không ai đánh 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 kia luôn anh em ạ. Hảo thật sự luôn. Không ai đi top luôn ạ. Ok. Mình đi một vòng xong rồi tiếp mình lên trên kia ha. Vào sâu thế. Nhận bùa lực sĩ anh em ơi, xong rồi tiếp lên vòng lên trên ha. Rồi ok, tôi sẽ tiếp tục lên trên đã. Không khá phế, mình đã bảo đi đi rừng rồi và nó không không cho mình đi ạ. Mình buộc lòng phải cướp thôi. Biết làm sao. Một một. Ok, thằng nào chết, thằng ngộ không chết đúng không anh em? Mình cũng đoán đoán là ngộ không sẽ bị chết rồi. Sẽ bị giết rồi. Ok. Đánh nhau rất găng, siêu việt luôn. Ui, 3-1 rồi, cũng hơi toang ha. Nhờn, ok game, quá hợp lý luôn nhờ. Tôi đang đánh rất đam rất to anh em ạ. Chúng ta chưa có giày đấy. Đám bé quá. Cũng chẳng to lắm đâu. Vào rừng ăn rừng của nó vậy. Cướp luôn con bùa đỏ cái. Nice. Hay quá nhờ. 200 giáp. Bây giờ lại không thằng nào đi rừng luôn. Bỏ hết rừng luôn để xuống kia đép à. Ok anh em, ăn con này trước. 50 vàng luôn. Hợp lý. Mình cứ ở đây mình luyện cho nó khỏe đang còn tiến mình xuống boss anh em ạ. Thật đẹp. Thằng kia xuống rồi đấy. Level 4.
Châu ấy, Châu ấy, Châu ấy, Châu ấy. Châu ấy, Vira Châu, à con gì nhỉ? Con gì Châu ấy. Ui có con kiện hỗ trợ anh em ạ. Ui thôi về đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Nó trâu quá, nó trâu quá anh em ạ. Mình cũng quỳ rồi. Chết, chết. Ok, 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 ok. Nó kiểu là bất tử hộ thân anh em. Thốn vãi lều. Chết ngáo thế nhỉ. Miêu hiu vừa tim mày có thằng mấy thằng ngáo gớm à. Thằng kia nó núp vào trong người mà thằng kia anh em ạ. Rất là khó chịu luôn. Thôi phá nhà đây làm quả trụ cái nhỉ. Mãi không được quả trụ nào. Sao đùa tao? Chết, nice, hay quá. Ngộ Không ơi, có giết được không? Né rồi bạn ơi. Còn có tí máu. Chắc tôi sẽ biến về à? Chắc em trước biến khi biến về là tôi sẽ ăn cái bãi rừng này, cái vòng rừng này anh em ạ. Biến về đó, xong thì máu này, công vật lý này. Con này mình thấy đánh khá ổn, đánh khá tốt. Nhưng mà sao cái khung hình của mình nó nhìn nó buồn cười nhỉ? Nó cứ bị thiếu một vài cái khoảng đen ở hai bên ạ. Nhìn nó khá là dị ạ. Rồi anh em, let's go. Đối đầu với Vira đúng là ăn đấm luôn. Không ăn được luôn, kinh lắm. Nó thiến hết rồi, nó thịt hết rồi anh em. À đây. Ra ngoài anh em ơi. Chạy đi đâu? Không có cái gì mà khả năng mà lướt đi được đối với mình cả anh em ạ. Xin cái tuổi bạn. Tôi lấy cái tốc đánh ấy. Chủ đồng minh đã bị phá hủy. Con gì ấy nhở? Khá khó chịu, thật sự là khá khó chịu. Phá nhà đi, 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 ok. Sổ chết luôn. Mình có thể lướt kinh lắm anh em ạ. Cho lướt ghê lắm. Mình đang giết được 7-0 rồi. Quá hay luôn. Mình sẽ ăn cái con này trước xong rồi. Ăn con này trước đã anh em ạ. Xong rồi tính sau. Nice, nice, nice game. Ăn vòng rừng rồi đã, xong tính sao. Xuyên địa hình hay thật sự luôn, cái con này khá là cơ động. Thế thì mình thấy khá là cơ động anh em ạ. À, hai con luôn, ba con luôn anh em ạ. À, hai con luôn, hai ba con luôn đấy. Khá là khó chịu, hơi khó chịu một tí anh em ạ. Rồi, ăn hết bãi rừng ra, tí sau. Chạy, 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 chạy. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu bạn ơi? Không có tuổi gì mà chạy được với tôi anh em à.
Nhưng mà mình đang gánh cái team này thì đấy quá nhờ. Hơi bị kiểu khó chịu à. Nhưng mà con này khỏe thật sự. Ok, cho sẽ đẩy cái đường giữa lên ha. Ê. Đánh đi anh em ơi. Nhường. Tôi kế mà phá nhà thôi. Tranh thủ phá nhà nhanh. Rồi anh em ơi, trụ đã bị phá hủy. Về lên tiếp. Mày xoay đi. Còn chúng ta đứng ở ngoài này và bắn vào đố bánh được luôn ha. Ok 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 ok. Vấn đề là phá nhà thôi. Mấy cái kia không quan trọng. Đúng rồi. Giết lùn léo. Ok, giờ tôi khỏe lắm rồi. Đường trên đã bị nạp phá chưa? Đường trên chưa bị phá anh em ạ. Còn tí máu phá nốt. Rồi, hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá bạn ơi, hay quá bạn ơi, hay quá bạn ơi. Cho con giáp hồi sinh rồi, xoắn gì nữa. Nhờ con kia ra thủ à. Nó đi ra thủ nhà. Úi xôi ôi, khỏe dã man rồi bây giờ mình. Bọn nó yếu sinh lý quá. Yếu sinh lý quá. Cân tim. Yes. Để mình đi trụ này là quá ngon rồi. Lùi lại. Chuẩn bị chém à? Chuẩn bị chém ạ. Chém ạ. Con này nó cứ kiểu ở trong người ấy. Khó chịu thật sự luôn. Trời ơi, ui, 5-3 con à? Đuổi nào được tao? Tao xoắn gì mày? Mình đuổi nó chết thì thôi. Sao nó hồi nhiều máu á? Chết. Mà nó có cái kiểu như thế thì hơi bị khó chịu ha. Thôi phá nhà đây. 18 không. Ui đàm to lắm anh em ạ. Tí giết thêm vạn nữa. Sốc vẽ lều. Ok. Rồi và chúng ta sẽ kết nhé. Xin chào lại anh em trong cái tập kế tiếp nha. Bye bye. Lại đạt được thần thánh vậy chắc chắn mình sẽ là được MVP rồi. Hôm đó không được MVP gây sát thương đến 60%, tổng vàng là 15.000 vàng, quá ngon luôn. Yes.